Xin chào mọi người. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Panasonic CFSV7 cho mọi người. Cái dòng này thì nó là thế hệ 8, còn nó đời cao hơn SS6 mọi người, size y hệt nhau. Ở đây đó là đời sau của SS6. SS6 nó sẽ là Gen 7, còn SV7 sẽ là Gen 8. Ê, Gen 8 thì như thế nào, từ từ mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Cái ngoại hình á thì tương đương nhau. Con này thì cái vỏ nó hơi xấu, đương nhiên thì xấu thì sẽ có giá rẻ thôi mọi người. Như thế nào mọi người từ từ tìm hiểu ha. Đầu tiên là mình quay rõ ràng hướng xấu nhất mà khi mọi người nhìn sẽ như thế này. Còn nhìn trực diện nha. Đem ra ở ngoài sáng cho mọi người nhìn nhìn từng góc nè. Nếu mà kêu là để mà cấn nứt rồi trầy cộm lên là không có. Là không có, nhưng mà nhìn nghiêng thì nó hơi xấu. Nó xấu là bởi vì là máy cũ đã qua sử dụng. Cái này dòng này là vỏ hợp kim nhôm ma nhê cũng có khả năng chịu lực cả 100 kg luôn, nhưng mà nó có chày mòn xấu. Nói chung là vỏ có hơi xấu nhưng không hề bể vỡ nha. Đây, màn hình nó là 12.1 inch, màn hình nó thì rất là đẹp mọi người. Cái màn hình của Bana thì không thể nào mà chê được, dù ai thì cũng phải nói là cái độ chống chói và cái màu sắc của nó vô cùng tươi và mịn. Bana là ai cũng cũng nói về là cái dòng đó trơn. Cái dòng này là nó chuyên về cái gọi là cái màu sắc của màn màu đó, nó đẹp siêu đẹp luôn á. i5 Gen 8 nha mọi người. Đó, dòng này là dòng Gen 8 thì nó 8 CPU nè. RAM là 8 GB và SSD là về là zin SSD luôn, là con này là zin nó là 512 luôn mọi người. Tuy rằng nó xấu nhưng mà không phải là như vậy là hại SSD đâu, mà SSD nó zin sao mình để vậy á. Và đương nhiên thì ai cần gì dung lượng nhiều thì mọi người lấy thôi. Và trên nền trắng thì đặc biệt trên dòng Mana này thì 100% nó có phản quang rồi. Phản quang ở phần dưới này mọi người, cái đường rất là nhẹ thôi, nó hơi trắng trắng trên nền trắng. Nền khác thì hoàn toàn không sao và nhìn vẫn sử dụng bình thường, không có hề ảnh hưởng gì hết mọi người. Không gây ảnh hưởng gì hết. Cái dòng Mana này ai cũng vậy thôi, và hầu hết là nó phải phản quang, dù người nào bán cũng vậy thôi mọi người. Đó, nó ít có cái mà không phản quang lắm. Nhưng mà phản quang thì giá tốt thôi, giá rẻ. Nếu mà mình không quan tâm lắm thì cái dòng này thì màn hình nó là siêu bền, không có bao giờ mà có chuyện sập hay gì đâu. Nó chỉ là hay bị phản quang và mọi người cứ vậy sử dụng thôi, chỉ vậy thôi. Phím mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế nè, đúng khuôn luôn, và mọi người lột ra dán vào là rất là đẹp, nhìn nó mới và mình gõ kiểu quốc tế ok. CFSV7 ha, góc cạnh bên này thì cũng có hơi mòn nhẹ nhẹ đây. Nó là i5V Pro Gen 8 nè mọi người. Bên này thì nó có mòn. Đây, nhìn đây nè. Người ta sử dụng thì nó có mòn. Cái chỗ này nói chung là vỏ này nó cũng có mòn. Ở trên nó cũng có mòn, người ta sử dụng mòn như thế này rồi. Còn lại pin trên 3 giờ, nếu mà cấu hình nè, rồi dung lượng, rồi ngoại hình, cấu hình dung lượng và pin thì con này là gọi là đỉnh luôn. Bởi pin của nó thì là từ 3 4 4 giờ, hơn 4 giờ vô tư luôn á mọi người. Pin là rất là ok luôn. Chỉ có máy hơi xấu thôi. Các ngõ kết nối. Đây nha. Ngõ sạc nè. Và mình báo giá mọi người con máy này giá cực kỳ tốt luôn, 4 triệu 8 thôi mọi người. Do vỏ nó xấu chứ còn nó dòng Gen 8 SSD 512 là trên dòng Mana rất là hiếm luôn. 4 triệu 8 ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.